Xin chào tất cả các quý vị, các bạn đam mê âm thanh trên toàn quốc. Và hôm nay thì tôi có về một cái mẫu đầu giải mã mới của Epic Audio và tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn để quý vị các bạn cùng tham khảo. Như những video trước ấy, thì tôi có giới thiệu với quý vị các bạn rất là nhiều mẫu của đầu giải mã của Epic Audio hàng chính hãng quý vị các bạn nhé. Như trên màn hình quý vị các bạn có nên thấy đây, một đầu giải mã mới của Epic Audio. Bản này có thể được gọi là bản nâng cấp hoàn hảo và bản cao nhất của Epic Audio đến thời điểm hiện tại quý vị các bạn nhé. Đây, cảnh quan bên ngoài quý vị các bạn cùng tham khảo này. LFG Epic Audio này. Vỏ hộp màu trắng quý vị các bạn nhé, rất nhỏ gọn thôi. Và sau đây thì tôi sẽ bóc sản phẩm ra, bóc hộp sản phẩm ra để cho quý vị các bạn cùng tham khảo cái trong của mã sản phẩm là như nào và những phụ kiện đi kèm là có những gì quý vị các bạn nhé. Mời quý vị các bạn cùng xem. Mời quý vị các bạn xem này, vỏ hộp này, vỏ ngoài. Phía trong bây giờ cũng có một lớp xốp như này, nha quý vị ơi, xốp trên dưới. Và đây là một tem bản của hãng, tem truyền thống rồi. Phụ kiện đi kèm này. Dây nguồn này, dây nguồn số 8 này, quý vị gọi là nhìn này. Đấy, vào nguồn này, bắt đầu từ dòng DC D01 thì bắt D01 bắt đầu là có cái nguồn như này quý vị các bạn nhá. Nguồn số 8 đây quý vị vào xem. Đấy, nguồn này. Một điều khiển này. Đấy, cụ thể quý vị vào xem. Điều khiển này thì còn có bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, chính hãng Epic Audio. Tắt bật này, tắt tiếng, bật tiếng, tăng giảm âm lượng và qua bài, lướt qua, in ra này. Nói chung là điều khiển này rất đơn giản, không có gì đặc sắc cả quý vị các bạn nhé. Và đây, một cổng USB, và những dòng này thì đã cho chuẩn của Type-C. Đấy, đầu tiên như chuẩn quốc tế, chuẩn mới bây giờ, cho chất lượng âm thanh rất là tốt quý vị các bạn nhé. Dây USB của hãng này. Một dây Bluetooth này, Epic Audio thì dây Bluetooth nó rất là ngắn thôi, nhưng mà chất lượng thì tuyệt vời luôn, đảm bảo quý vị các bạn nhé. Và đây, tôi sẽ sản phẩm ra, quý vị có nhìn ra, Epic Audio quý vị nhớ nha, Epic Audio. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo một sản phẩm. Dòng này có mã sản phẩm là DAC M1 nhé, quý vị các bạn nhé, DAC M1 này, quý vị có nhìn ra, DAC M1. Dòng này thì có thiết kế một kiểu kiểu tròn của trụ như này, nó cũng bo tròn các cạnh này chứ không còn vuông góc như những dòng trước. Ví dụ như con D01 đây, tôi để cho quý vị các bạn cùng tham khảo. D01 bản nó có hoàn hảo DCX7 đây. Bản này thì vuông, con D01 thì bản vuông truyền thống của những dòng này của Epic Audio hình chữ nhật này, vuông hình sắc cạnh. Nhưng bắt đầu từ con DAC M1 thiết kế này, hình bo tròn các cạnh hơn, nhỏ gọn hơn rất nhiều so với con D01 quý vị các bạn nha. Mình thì dày hơn thôi, còn bo tròn hơn và nhỏ gọn hơn rất là nhiều, quý vị các bạn cùng tham khảo. Và đi chi tiết vào sản phẩm quý vị các bạn nhìn này, bo tròn các cạnh. Phía trên này nhá, phía trên này có một tem của HiRes của Audio. Tem này là của một hiệp hội âm thanh của Nhật. Khi mà những sản phẩm mà đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, một tiêu chuẩn tối nhất định của audio, của âm thanh thì cái hiệp hội âm thanh của Nhật này sẽ cung cấp cho một cái tem này, của tem HiRes Audio này, và sẽ được trực tiếp trên bao bì sản phẩm như này quý vị các bạn nhá, không thể làm giả làm nhái được những cái chất lượng như này nhá quý vị các bạn nhá. Và những sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn thì mới được cung cấp những cái tem này thôi quý vị các bạn nhá. Và mặt đằng trước đây quý vị các bạn thấy đây là mã sản phẩm DAC M1 này, tắt bật này. Và đây là nút cắm tai phone jack 6 ly, và đây là nút tăng giảm âm lượng kèm nút chuyển chế độ. Cái này thì tôi sẽ cụ thể với quý vị các bạn ở phần tiếp theo, quý vị chờ tôi một lát. Phía sau đây quý vị các bạn đây nhìn này, cảm quan đây. Đây tôi sẽ lắp dây Bluetooth vào luôn cho quý vị các bạn nhìn nhé. Đầu jack thì mạ vàng, dây Bluetooth mạ vàng này, lắp rất là đơn giản thôi, đúng chiều chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ. Ok, vặn chặt vào là được. Đấy, sau đó chỉnh dây Bluetooth đây. Ok, vậy là xong nha. Còn đây đường in vào đây có Orbital quý vị nhá. Orbital là cổng quang học ấy. Đấy, Orbital tiếp đến là đường USB là đầu tiếp C đây, đã cải tiến rất là nhiều so với dòng trước quý vị và các bạn nhá. Và đây là dòng nguồn DC 12V vẫn truyền thống thôi, của đầu jack truyền thống. Và dưới này là còn một đầu in nữa, đầu Casio. Như Casio này chúng ta đã ít sử dụng, chủ yếu chúng ta sử dụng là đường quang học này, đường USB và đường Bluetooth. Còn Casio chúng ta ít sử dụng, còn
đường ao ra mà có RN, ký hiệu RN trái phải dép nai đấy, chứ cũng không phân biệt màu những dòng trước nhá, cùng một màu luôn. Và sau đây thì tôi sẽ cắm nguồn vào sản phẩm để cho quý vị các bạn cùng tham khảo nhá. Quý vị các bạn chờ tôi một chút. Tôi sẽ cất những sản phẩm này ha, tôi bỏ dư nguồn ra để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo nhá. Quý vị các bạn chờ tôi một chút. Ok, tôi sẽ để trên này cho quý vị các bạn tham khảo. Dây quần rất là dài luôn nhá. Quần này thì cắm trực tiếp vào điện 220V ở nhà cho kết cả quý vị các bạn nhá. Thiết bị ở gia đình nhà cũng có nguồn 220V này. Quý vị chờ tôi một chút. Ok, đây là tôi cắm ở đây, rất là đơn giản thôi. Dây rất là dài luôn. Thoải mái cho quý vị các bạn cắm lên nguồn điện. Tôi cắm nguồn này. Ok. Quý vị có nhìn nào, khi cắm vào nó bật chữ, nếu tắt bật này, tôi giữ một chút đấy, tắt đi cho quý vị các bạn dễ tham khảo. Ok. Đấy, khi mà giữ một, khoảng 3 giây, 3 đến 5 giây thì nguồn sẽ bật đấy. Đấy, màn hình hiển thị thì quý vị các bạn này. Đây là âm lượng này, chế độ này, cộng vào này. Đấy, đây. Đây, nút tăng giảm âm lượng, mặt hiển thị là âm lượng này. Đây, tôi sẽ nút nguồn này kèm chế độ tắt tiếng cho quý vị các bạn nhìn này. Tôi nhấn một lần này, chế độ tắt tiếng này. Khi nhấn một lượt nữa thì về chế độ tiếng này, đây, tăng giảm âm lượng này quý vị các bạn nhá. Và đây cụ thể quý vị các bạn nhá, nút chuyển chế độ này, nút tăng giảm âm lượng này, kèm nút chuyển chế độ nhá, cái tuấn một lượt này, nó sẽ vào các chế độ quý vị các bạn chọn, chọn chúng ta xoay này, chúng ta chọn này, trên cùng là input này, là đầu vào này, đầu vào có USB này, Casio này, Optito này hoặc Bluetooth này, chúng ta dùng chế độ nào chúng ta chọn chế độ nhá. Ví dụ tôi chọn chế độ Optito trước đây. Tiếp đến tôi nhấn tiếp vào thì sẽ chọn tiếp đến chế độ dưới này. Output này, output thì có chế độ một là khi mà RCA hoặc B để có nghĩa chúng ta vừa dùng được nghe tai phone mà vừa dùng được cổng sau này RN này. Song song cả hai luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, bắt đầu từ con M1 này đấy, có một tính năng rất là cải tiến đấy, là so với dòng trước. Dòng trước là chúng ta có thể nghe tai phone hoặc là nghe bằng cổng 6 ly đằng trước hoặc là nghe chế độ ra RN thôi, không thể dùng song song. Bắt đầu từ dòng này chúng ta dùng song song cả hai quý vị các bạn nhá. Đấy, đây. Tôi sẽ vào lại cho quý vị. Hoặc là quý vị các bạn có thể dùng một trong hai cái đấy được, hoặc là dùng cả hai trên này. Đấy, RCA và cất mưa này. Đấy, quý vị nhìn đấy. Ok, tiếp đến này, chế độ filter này. Đấy. Filter quý vị ạ, tôi chuyển chế độ filter này. Đấy. Filter này là một bộ lọc quý vị các bạn nhé. Quý vị sẽ chọn từ F1, F2, 3, 4, 5, 6, 7 để sao cho nó phù hợp với cái âm thanh mà quý vị các bạn nghe sao cho hợp. Tôi thường để là cái chế độ là F6 để cho phù hợp với tai. Cái này thì chúng ta sẽ sâu hơn khi test âm thanh để quý vị các bạn nghe thì cho nó lúc đấy quý vị cảm nhận được thì sẽ chỉnh chế độ cho nó phù hợp. Tiếp đến là filter cái chế độ dimmer. Đấy, dimmer này độ sáng màn hình, ví dụ tôi chọn 25 này nó sẽ tối hơn một chút, hoặc là dimmer này tôi thường để trên 100 đấy, cho nó chế độ sáng, còn 25 này để chế độ ban đêm rồi bạn tối đấy, sáng hơn rất nhiều. Và cuối cùng là monitor đấy, monitor và reset là về cái chế độ ban đầu, hoặc monitor này chế độ đây và chế độ monitor on hay off đấy quý vị các bạn này. Và sau đây thì tôi sẽ cắm thiết bị vào test qua một đoạn nhờ để quý vị các bạn cùng tham khảo nhá. Tôi đang sử dụng đầu tiên là tôi sẽ test chế độ Orbital, tôi sẽ chọn lại chế độ Orbital này, tổng quang này cho quý vị các bạn tham khảo đây. Rồi tôi sẽ cắm quý vị các bạn tham khảo. Đó, quý vị các bạn chờ tôi một chút nha, tôi sẽ cắm tổng quang đây. Tổng quang Orbital, tôi lấy tín hiệu từ TV xuống, nó sáng này. Rồi, đây là đường ao, là AV, tôi cắm vào nhé. Ok, tôi bật âm đi nhá. Quý vị thấy không? Tôi đang test chế độ Orbital ấy, cổng quang học ấy quý vị các bạn nhá. Đấy. Tôi tăng âm lượng này. Quý vị nhìn này.
vị chờ một chút, là nhạc trên YouTube thì có dính lúc quảng cáo, quý vị chờ một chút để tắt quảng cáo đi quý vị. Không phải như bạn nghĩ đâu. Ok. Chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời đúng không quý vị các bạn? Đó là trước này, tắt tiếng này, quý vị như này. Về chế độ tắt tiếng này và lại trở lại này. Ok, để tôi sẽ tắt nhạc nhé. Và trên đây thì tôi có giới thiệu với quý vị các bạn một đầu giải mã mới của FX Audio, hàng chính hãng của FX Audio quý vị các bạn nhé. Các bạn nhá, đầu DAC với mã sản phẩm là M1 quý vị các bạn nhá. Dòng này thì giải mã đến 32 bit và hỗ trợ chơi nhạc DSD 768 kHz quý vị các bạn nhá. Đấy, dòng này nhá. Đấy. Và xin báo giá để quý vị các bạn tham khảo. Dòng con DAC M1 chính hãng của Epic Audio có giá là 4.050.000 quý vị các bạn nhá. Có giá là 4.050.000. Và quý vị các bạn mua hàng của chúng tôi sẽ được tặng kèm theo một dây quang bãi của Nhật, Hitachi bãi Nhật này quý vị các bạn nhá. Kèm theo một dây quang bãi Hitachi bãi Nhật này quý vị các bạn nhá. Tất cả các sản đầu giải mã với tôi được tặng kèm một dây quang của Hitachi bãi Nhật. Ngoài ra bên tôi còn có một dây quang của hãng AudioQuest của Mỹ. Quý vị các bạn nào mà cần nâng cấp thì có thể tham khảo cái dây quang AudioQuest của Mỹ này. Dây audio quang AudioQuest của Mỹ này thì có trên thị trường đắt hơn dây của Hitachi 100k. Quý vị các bạn nào mà cần nâng cấp thì có thể thêm 100k để sử dụng cái dây quang AudioQuest của Mỹ này quý vị các bạn nhá. Và quý vị các bạn nào mà cần thêm thông tin hoặc quan tâm đến sản phẩm, vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị các bạn tư vấn cụ thể quý vị các bạn. Hoặc quý vị các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại 0944 723 7321 quý vị các bạn nhé. Tôi xin nhắc lại số điện thoại tôi là 0944 737321. Và tôi xin phép được dừng video ở đây và xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị các bạn nào mà chưa đăng ký xin vui lòng đăng ký và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video kế tiếp.